Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video combo lần này. Và ở lần này thì mình sẽ lựa chọn năng lực trác quỷ, đó chính là trái Shadow, đi chung với God hình mình, thần diệt quyền. Mà đã combo bằng Shadow rồi, không thể nào mà thiếu một cái món vũ khí phụ trợ vô cùng quan trọng, đó là Gemma. Shadow luôn luôn đi với Gemma thì combo mới tốt, mới ok được. Đi chung với những món vũ khí khác thì cũng được, nhưng mà không lợi thế bằng cái chiêu lóc địa ngục của Gemma. Đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ số thì các bạn sẽ nâng cho mình là cận chiến, phòng thủ và trai lót nha. Ok, đã sẵn sàng thì bây giờ bắt đầu vào combo. Thì muốn combo được Shadow thì các bạn cần phải bắt được mục tiêu bằng chiêu Z của Shadow. Bạn nào mà xác định cũng như là định hướng mục tiêu tốt thì xin chúc mừng các bạn, tại vì các bạn xài combo này rất hoàn hảo và tuyệt vời. Còn mà định hướng mà trước quất như mình thì các bạn luyện tập lâu lâu, vài ngày, thậm chí là một tuần lễ thì các bạn sẽ có thể bắt tốt bằng chiêu Z. Các bạn cũng có thể lựa chọn Soru để bắt Z tốt nhất nha. Soru lại Z Shadow, X God hình mình, X Gemma, V Shadow, Z God hình mình, rồi các bạn C Shadow, rồi C lục thức phát nữa. Vậy là xong. Các bạn nào mà mới luyện tập combo cũng có thể sử dụng cái combo này cực kỳ dễ dàng luôn. Vậy là cái quá trình mình học combo đã xong, biểu diễn cho các bạn xem đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi thực hành thực tế luôn. Đây rồi, mục tiêu đầu tiên của mình gì, đứng yên vậy trà gô quốc liền, đứng yên là trà bụi bặm liền. Về cái nữa, đi, hụt nha, phải canh lại. Mà mình biết là cái V của Shadow là đã xử rồi, mình không cần phải múa thêm chiêu nào nữa. Mình sợ bạn đó chạy mới múa thêm thôi, chứ bạn đó multi khá là yếu nên là săn dễ dàng. Sao mà vắng dữ, đây, thấy rồi, vắng gì, múp liền, Soru lại là chụp liền, đó. Ít gót hình mình, trời ơi tập người cá rồi, trời ơi bấm lộn C luôn rồi. Hay bằng đó tập người cá vô tâm lý mà hình cũng hút vô rồi, sao không giờ tập người cá cứu nổi không trội, cứu nổi. Ít cái nữa đi rồi, thả cho nó chạy cho những cái con dân già đó hành hạ, mình cũng cần phải dí chi cho cực. Vậy mới là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Đứng sát bên đâm cũng hụt nữa, chạy giữ thần người ta thả dơ liền, cho những dân già tung hứng lên. Bái lên. Bái lên vậy cũng dính nữa chứ. Chỉ cần trúng cái mép nhẹ gai thôi là dính mình liền. Nè giờ chú V sắp hầu rào trời cứu đây nè. Giờ không ai cứu nổi bạn nữa đâu. Để cái tộc người cá cứu được lần thôi, chứ bật tộc người cá lên không ai cứu nổi nữa rồi. Chạy mà được. Mà đúng, đánh ông lợi thì bạn đó có quyền chạy, mình không dí thì thôi để nó chạy thoát. Rào, Muji lăn xuống biển là thua rồi. Làm sao mà dí nữa. Trời, quẹo lên chứ. Quẹo lợi. Các bạn á, mà đánh mà muốn chạy mà sử dụng Muji, các bạn ép ra biển cho mình là khó ai mà dí được lắm. Chứ mà các bạn lăn trong đất liền là người ta dí, người ta quất được đó nha. Nên là bạn nào mà xài Muji, nhớ đừng như bạn đó chạy, đừng quay đầu lại, người ta chạy luôn là được. Tại mình kinh nghiệm chạy tràn trề mà. Trời ơi, bị dính nữa rồi. Say đã không, đủ giờ có bô khác hả, giờ giữ hả, đã không giữ thân vậy sao, ghê quá. Nhưng mà mình vừa đi trời chuẩn nha, mình bô ti ít là đạn quạng mình đi rồi, về tới bạn nè. Chạy đi đâu, định xuống biển thà giờ. Ôi không chết, ơi lão tổ là các bạn ơi, chà lẹ đó. Dạ lẹ lão tổ là lão tổ hốt trời, lão tổ xì ke, lão tổ ốm yếu quá, lão tổ là phải toa đùng bự chản nữa kìa, lão tổ đó không đủ KS đâu. Nhưng mà nói gì thì nói, lão tổ là chơi có nhiều, mình là vua KS mà, nên là chỉ một chiêu là KS được rồi. Không biết các bạn bao nhiêu bao ti, giờ này là phải lò mò hốt bằng này nè. Trời ơi sấy hụt rồi, không sao, nhảy lên liền. Ai cha, đau nha, thấy là nhíu rồi đó, ẩm bò rồi đó, gặp bạn kia ra đấm gì nữa kìa. Ở giờ mình có đam kiếm mà, trời ơi rồi đụng bạn fan rồi, còn ông nội kia ta chết rồi cũng không để thân xác yên lại, nắm đầu này nè còn miếng máu chứ gì. Ủa bạn này mình quýnh 3/3 rồi, 3/3 rồi. Thôi bỏ dí cho nó chạy chơi thôi, chứ bỏ đánh cũng không được gì. Trời đất cuối đang farm rắc hạn hán luôn, trái băng nha, giữ thần vậy. Rồi thấy mình lướt bỏ chạy rồi đó. Trời, có bạn kia đâu ra vậy. Thôi, bạn kia không đánh mình thì mình dí bạn này mình nện. Đau quá. Chạy rồi kìa, lại làm gì hả, nhận nhiệm vụ hả. Nhận nhiệm vụ nè, quém liền. Đó người ta dí theo phía sau lưng còn.
thầm nhận lẽ nhận nhiệm vụ nữa chứ, làm như là thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà ta rà phía sau lưng rồi thì phải cẩn thận nha các bạn. Thấy ai rà theo là quay lại, một là chạy luôn, còn hai là tém. Đây này, thấy hai bạn đánh nhau rồi. Các bạn muốn xem cái trình KS thực thụ của mình không? Một chiêu một bạn nha. Đây. Cơ hội chưa đến. Đây, cơ hội đến đây rồi nè, vê nè. Vê một bạn này. Còn ông nội kia chạy rồi, ứng rồi nè. Chạy đi đâu? Các bạn thấy chưa? KS đây mới gọi là KS. KS mà gì? KS làm gì? Đó. Trình thiệt của mình đấy các bạn. Bộc lộ sợ mấy bạn sợ thôi. Mấy bạn thấy ớn ăn rồi đúng không? KS là phải KS như vậy. Nó mới xứng đáng. Gì đây? Là phía sau mình. Mà nó biết là phải bạn fan hay không, hay là phải một người nào đó vô hại. Đó vô hại hết. Mình phòng thủ rồi nha. Không phòng thủ là mình bị tém rồi. Giờ là chơi nè. Giờ mình canh, mình le me, mình showroom của mình vét nè. Lụm liền gồng cái gì mà gồng nè. Gồng đi xa rồi bạn ơi. Quýnh hết luôn. Bảo đầu xù hả? Quýnh điên đầu điên ốc. Quýnh mà cái đầu mà giận dựng lên không nổi luôn. Ra nữa, ra đây. Ra đây nè bạn bảo đầu xù. Quýnh bom đầu bữa nay nè. Ra chưa? Bật BB lên. Trời dữ vậy sao? Nè nha. Đang cảnh cáo bạn thôi á, bạn nhảy vô ra trời gọi vê kìa bạn. Vê mà ăn đấm kiểu này là chết rồi. Nè, rống này không lao à nè, đầu xù nè. Quýnh cho cùi đầu cùi cổ đây nè, đầu xù. Quýnh bóng tối mà làm như là sét đánh nè, quýnh sư đầu sư cổ. Bảo đầu xù. Quýnh té đấy, té cứt hết rồi. Rồi đâu, rồi chạy đâu rồi? Bảo đầu xù. Mình sẽ sáng luôn bảo đầu xù. Đâu? Chạy đâu? Trời ơi, đứng đây, ê, ngoài có người, trời ơi, lụm liền. Sẵn bộ ti là mình phải tin kiểu này nè nào á. Thấy là rà là tính chạy vô là tém liền, chặn đường. Đó, còn tí là mình bỏ lỡ 8.000 năm rồi. Để bà ấy mà chạy vô trong là tắt BB, mà đâu có quýnh được các bạn. Ai trốn trong đây đây? Vô đập liền. Trời ơi, đứng kiểu này là cái giọng trong mỏ ác chứ còn chờ gì nữa. Chưa kịp xài luôn tộc luôn đó là bạn đó đi đai rồi. Đi nhanh quá à. Chưa kịp làm gì ra trò là đi rồi. Dữ vậy sao? Trời ơi, đàn luôn kìa nè. Tàu gù dính rào rồi thấy cái cảnh toàn ten rồi. Tàu gù mình chưa kịp vê luôn. Ủa bạn fan thấy gì đây? Sao mình thấy cô lò mò vô chiêu thức của mình không vậy? Trời đất cơ. Kiếp sau chơi tiếp ha cái gì vậy trời. Có ai đâu? Ủa sao không thấy một ai vậy? Ra mình bật Kaki mình làm khí thế hào hùng lắm mà. Đừng có dập tắt khí thế của mình chứ. À đây rồi. Từ nè mình nhảy vô mình làm lẹ lý lẹ liền các bạn. Tại vì người ta chơi chung với nhau á. Ta ali đỏ chém như vậy chém. Ui, lão tổ bắn gì à? Lão tổ không biết lão tổ bắn gì. Trời ơi, lão tổ rớt ngay đó nữa chứ. Thôi, không chơi lão tổ nha. Chúng ta nên né xa lão tổ ra. Đánh lão tổ làm biến lắm, trâu bò làm biến lắm bạn. Gì đây, sao vậy? Lại báo thù à? Báo thù nè. Hãy lướt lại là mình chuẩn bị dốp liền. Đâu có làm gì kịp. Gặp mình bật tộc lên trời, mình chưa xê, mình chưa mộng huyết nha. Cũng chưa xê gót hình mình nha. Còn hai chiêu nữa, rồi chưa tính còn cái chiêu ít nữa, bóng đêm hội tụ nữa, còn nhiều quá. Mà bạn đó đi à, chưa kịp cho mình sử dụng luôn. Mà đang làm cái gì đây? À, đang farm à. Trời ơi, cô đánh quái khổ gì vậy trời. Đánh đi chứ trời ơi, lan bánh xe trốn làm gì ông nội. Quýnh đi, quýnh con quái xài chiêu vô. Mình cũng thấy mình mệt giùm quái nha. Thôi, để giúp đỡ về nhà, suy nghĩ lại cách đánh đi. Đánh quái mà cực khổ gì trời. Để quán thọt đầu này, thọc đầu kia. Có nhiều chiêu người ta giọng vô đầu đó đi. Thiệt tình. Mấy bạn farm giờ không biết sao bạn qua Shiba đi. Chán thiệt chán. Ở phía xa nuôi chân trời kia. Các bạn thấy bên cây đại thụ không? Qua liền. Rồi mình đổi trác quỷ nha. Đâu rồi. Đây. Để bóng đêm. Clip combo bóng đêm là phải sử dụng bóng đêm để combo liền. Sao đứng đây sầu vậy bạn? Tỉnh chưa? Phải quýnh cho tỉnh nha. Chưa cử động. Vậy lướt vô luôn, khỏi cần mà phải vê.
Shadow làm gì, dạy cho lẹ, làm cho nhanh. Chưa tính cuộc chiêu sơi của lục thức nữa, nếu bạn ấy không chết mình giọng cái sơi nữa là ok ngay. Chạy ra ngoài biển luôn, ăn trái quỷ gì vậy? Mà bay 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 khi ứng vậy, bay bay. Bay đi bay đi, hãy bay đi, trời Magu, Magu thì chạy dưới biển luôn đi, sợ gì trời. Nó bắn rầm đùng nhảy chi cho khổ vậy. Ghê vậy. Đứng trên sofa mình giẫm nhảy lên luôn. Nè nè nè, tọt cái gì mà tọt đây nè. Giơ bao phủ đây nè. Đừng nói cái chiêu này mà đâu biết né sao luôn nha. Không biết né chiêu đó luôn các bạn ơi. Lần đầu tiên thấy giơ bao phủ thì sao vậy? Chạy đi đâu? Lụm liền thà giờ. Giơ dí liền. Trời ơi, trời ơi, hút. Phù màu á. Rào bể ách rồi. Bật tọc lên sớm quá bạn, trời. Không sớm đâu nha, bởi đó bật tộc là chết với chiêu Z đó rồi. Hay đúng lúc. Ghê ạ, trời ơi. Ui, cơ bố đã vậy. Wow, cơ bố Yoru mini luôn. Mà giờ chạy đi đâu nữa. Rớt với mình liền ở đó bật combo Yoru mini. Bật combo Yoru mini nó ghiền thiệt các bạn. Nhìn nó rất là ảo diệu nha. Phê. Thôi được rồi các bạn ơi. Chắc video lần này đến đây là ok rồi. Nghỉ. Bạn đó xin gì đây, xin chụp hình chụp ảnh gì vô đây cho bạn đó chụp hình chụp ảnh nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình trong lần này. Để xem bao nhiêu đủ rồi. 19.1 rồi. Ok. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại nha.